Lại nghịch bẩn à? Lại quay. À mình lấy đi ít một ở đây, trong này ra hả? Ít một thôi. Ừ đúng rồi. Thế màu này gọi là màu sơn gì? Sơn này à? Ừ. Ghi ghi nhạt nhỉ. Thừa. Xong rồi à? Chưa. Bê cả ra cho nó cao. Ừ. Đấy, chăm sóc cho ngôi nhà của mình nó mới đẹp hơn nhỉ. À màu này màu khác chứ. Ừ màu vàng. Vàng này kiểu vàng gọi là người ta gọi là vàng lông gà con đúng không? Xong lấy cái gì xúc cho nó dễ. Không kiếm cái lọ. Lấy cái chai ấy. Cái chai chỗ niệm ấy. Cắt nó ra thành cái ấy. Ừ. Anh nào. À bây giờ đổi màu cho cái nhà mình ấy. Thay áo mới cho nó hả? Thay áo mới. Ừ. Này gọi là màu lông gà con nhỉ. Yeah. Màu vàng 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 nhìn. Chỗ này là bị hứng nắng mạnh nhất đi. Nên là nó sẽ nhanh bạc màu nhất. Ừ. Đấy. Nhìn thay mà chỗ này đã nhìn nó khác rồi nhỉ. Yeah. Đẹp hơn hẳn. Nó cũng cùng màu ngày xưa mà anh, nhưng mà mình sơn lại nó kiểu ấy thôi mà. Ờ, nó mới hơn đúng không? Mới hơn. Bên trong có quét không? Có. Màu, trắng. Màu trắng à? À được. Quét này hay là lấy cái lăn đi. Lăn không được. À thế à? Ừ, cái chi tiết nó nhỏ mà đúng không? Nên là dùng lăn không được. Nó phải tường rộng. Ừ. Lăn thoải mái. Ừ.